Xin chào, lâu rồi không lên sóng, mọi người thế nào? Em thì vẫn vậy, các cái cuộc sống của em bây giờ lúc nào cũng có bạn. Gia đình thì bạc phước, nhà luôn thì bạc tiền, mẹ chồng bán bạc hà, cha chồng thì bạc nghĩa, chồng em thì bạc bẽo, con em thì bạc phận. Đúng là gái đẹp mà lấy chồng già giống như con lợn cọp tha vào rừng. Từ ngày em lấy chồng nhan sắc em xuống hẳn, chứ trước em đẹp lắm, bây giờ em đỡ rồi. Vậy mà thằng chồng em không biết nhìn hàng, suốt ngày cho em sốc. Em nói thật, thà sống mà có duyên còn hơn đẹp như tiên mà bị khùng. Với chồng em chỉ là cà, chứ với thằng hàng xóm em là nhân sâm. Chờ cho em cái nhan sắc sơ sài để che giấu đi cái thiên tài bên trong. Bề ngoài nhìn thấy như không, bên trong nhìn kỹ vẫn không có gì. Chẳng qua là em có một cái vẻ đẹp tiềm ẩn, mà càng tìm nó càng ẩn mà thôi. Mà em vẫn thắc mắc không hiểu tại sao cơm thì vừa thơm vừa ngon mà chồng thì cứ lon ton đi tìm vợ. Và rồi sau một đêm tăm tối của thằng chồng em thì em đã tìm ra được nguyên nhân, rằng trai xưa liều chết trên trường mà trai nay liều chết trên rừng mỹ nhân. Cuộc đời em thay đổi sau cái bóng tối ấy của thằng chồng em. Đúng là trẻ em trong bóng tối thì tạo ra lỗi lầm, mà lỗi lầm trong bóng tối thì tạo ra trẻ em. Đây mới đây thôi lại còn có cả chân dài đến nhà báo bụng mang giải chửa, tính giật chồng ăn vạ. Em cho nó kể lể sau 5 phút hiện trường mục sạch băng vừa bằng một câu nói của em. Tao cho mày đúng 5 phút để vác cái bụng của mày ra khỏi đây, chứ 5 giây nữa thôi là mày chuẩn bị ăn tát ngay. Mà tao tát một phát là đầu mày chống sau lưng, đít mày dính vào cổ, mặt mày bổ làm đôi, răng môi là lẫn lộn. Mà tao đấm một phát là họng mày toát làm ba, răng rách ra làm bốn, rốn bụng ra làm năm, cằm chè làm sáu, con cháu nhận không ra, kêu bố mẹ ra lại thăm mang ấu sắc. Thế thôi, nhanh gọn mà nhẹ. Mà tiếp theo là đến thằng chồng em. Đã sai rành rành rồi thì muôn đời cái bọn đàn ông vẫn phải gân cổ lên cãi cho lấy được. Em bảo nó khôn nhà dại gái, thế mà nó vẫn mở mồm ra nó nói dại gái không phải là dê, dại gái để chứng tỏ mình mê đàn bà. Ăn cỗ là phải có thịt gà, mà đàn ông là phải có đàn bà nó mới vui. Thế quá lâu nay mày xem tao là đàn ông à? Tao nói cho mày biết nhá, đừng có mà đú động với mấy thằng bạn chưa vợ của mày. Bạn bè chỉ để chơi bời giao du, vợ là đứa đẻ thằng cu cho mình, gia đình nào mà chả cần thằng cu. Thế nên đừng cố đánh đu với bạn bè, đi dọn cơm cho bà ăn ngay, nếu không bà nổi điên thì mày cũng quy tiên luôn bây giờ. Em nói cho các chị em nghe nhá, dạy con là phải dạy từ thuở còn thơ, dạy chồng từ thuở ban sơ nó chưa bật mình. Một người vợ hiền là một người không bắt chồng quét nhà, rửa bát, giặt đồ hay chăm con, mà một người vợ hiền là chỉ cần liếc mắt là chồng phải làm. Nhưng mà nói ra thì nói cũng không trách được các anh đàn ông, bánh mì còn có pate thì đàn ông phải có mỡ dê trong người. Gọi phone lên hỏi ông trời, trai không mê gái trên đời có không? Ông trời ông bảo rằng không, trai không mê gái công công là mày. Nhưng mà các anh làm sao thì làm, chơi cái gì thì cũng có giới hạn thôi, không đâu bằng gia đình cả đâu. Đã xác định lập gia đình là phải lo cho người ta, mà không lo được cho người ta thì đừng có lập gia đình làm gì cả. Còn riêng về các chị, em khuyên các chị nhá, trong tất cả các mọi trường hợp phải thật bình tĩnh, phải nhớ rằng bình tĩnh tự tin không gai cũ, âm thầm chịu đựng trả thù sau, nhớ chưa? Vậy thôi, cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhá. Chúc mọi người có một ngày thật vui vẻ. Bye!